Tiếp nối chủ động 24 giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý với chị Hương Liên ạ. Sau cuối tuần thì Hà Nội mưa ẩm và liệu mưa này thì có duy trì cả ngày không ạ? Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, khả năng đến trưa và chiều nay thủ đô Hà Nội sẽ có khoảng ngớt tạm thời. Tuy nhiên là trời vẫn khá nhiều mây và âm u. Không riêng thủ đô Hà Nội, lúc này hầu khắp phía Đông Bắc Bộ cũng có mây che phủ. Một số nơi còn mưa nhỏ liên tục không ngớt. Nguyên nhân là bởi gió Đông Nam đang hoạt động mạnh. Đây là đới gió thổi từ biển vào, mang theo lượng lớn ẩm. Gió này hoạt động mạnh về đêm và sáng nên đây cũng là thời gian mưa xuất hiện ở nhiều nơi. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo khoảng tối nay thì mưa ẩm sẽ quay trở lại. Hầu hết là mưa nhỏ, mưa phùn lất phất. Trạng thái này có thể kéo dài đến sáng mai, nhiệt độ giảm còn thấp nhất là 23 độ C, se lạnh. Trước đó buổi chiều sẽ có khoảng tạnh ráo nhiều mây nên không khí mát mẻ, nhiệt độ không quá 27 độ C. Độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao trên 80%. Độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các virus, vi khuẩn phát triển. Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng các phân tử nước trong không khí giúp vi khuẩn hấp thụ dinh dưỡng từ môi trường xung quanh để sinh sôi nhanh hơn, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, cảm cúm. Cách phòng bệnh tốt nhất là nâng cao sức đề kháng bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, tránh tiếp xúc với những người bị cảm cúm và nên sử dụng khẩu trang khi ra ngoài. Trái lại ở phía Nam thì vẫn đang trong chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo chiều nay nhiệt độ cao 36 độ C, độ ẩm giảm thấp chỉ 42%, trời khô và nóng rát. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.